Ngày 22 tháng 9, đội cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng công an xã Tân Phú Thạnh bắt quả tang đối tượng Phùng Minh Tâm, 33 tuổi đang tiêu thụ chó vừa trộm được. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan cùng 7 con chó. Bước đầu Tâm khai nhận đã cùng một đồng phạm chạy xe máy trên các tuyến lộ nông thôn của huyện Phụng Hiệp để bắt trộm chó, rồi chở đến một quán nhậu gần khu công nghiệp Tân Phú Thạnh để tiêu thụ. Trên đường đi thì gặp hai thanh niên trộm chó khác, nhưng ba người kia đã chạy thoát. Ngoài ra, Tâm còn khai nhận trước khi bị bắt vài ngày đã tham gia một vụ trộm chó bán được hơn 450.000 đồng chia nhau tiêu xài.